Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin họp Ba Đình Trung Quốc điều tàu vây, bãi tư chính Việt Nam lo khởi kiện. Vâng, thưa các bạn, trong thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều, đó là việc tàu Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống của Trung Quốc rất hùng hổ lao vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt 3 tháng qua, và Việt Nam dường như chưa có biện pháp nào thì có thể đuổi đẩy những đội tàu này ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục thăm dò, và điều đó rất nguy hiểm khi tại Hà Nội Trung ương 11 đang họp, nơi Đảng Cộng sản chuẩn bị những cái quyết sách mới cũng như những hợp tác mới trong thời gian tới, và họ có những lo lắng riêng của mình. Và nhằm đúng lúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị Trung ương 11, Trung Quốc đã điều đội tàu thăm dò và lực lượng lớn tàu hải cảnh tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem trên rất nhiều trang truyền thông quốc tế đã đăng tải chi tiết về thông tin này cũng như những sự an nguy của nó, thì các bạn có thể thấy trên những bài báo như thế này, đó là bãi tư chính, tàu Trung Quốc tiếp tục quần đảo. Hàng chục tàu của Trung Quốc, trong đó các lực lượng hải cảnh vừa tiếp tục quấy giàn khoan của nước ngoài hợp tác với Việt Nam ở vùng biển bãi tư chính, đồng thời ngăn cản hoạt động của các tàu dịch vụ thuộc ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam. Đây là bài báo của trên đài BBC đã đăng tải. Và chính con tàu Hải Dương 8 này, và hình ảnh các bạn đang thấy, của Trung Quốc và nhiều tàu hộ tống đã quấy nhiễu tại vùng biển bãi tư chính trong vòng mấy tháng qua, kể từ khi đầu tháng 6 năm 2019, theo giới quan sát đã chia sẻ. Và đây là điều rất nguy hiểm và nghiêm trọng, vì khi Trung Quốc và Việt Nam cùng một thể chế chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, nhưng hiện nay hai nước này đang có những mâu thuẫn rất lớn trên Biển Đông, và bây giờ nó trở nên bùng phát dữ dội. Và đã xuất hiện khả năng là Việt Nam sẽ theo gương Philippines khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và hình ảnh các bạn có thể xem trước đây của Philippines đã đăng tải rất rõ việc hình ảnh hôm 12 tháng 7 năm 2016, tòa trọng tài thường trực PCA ở Den Haag, Hà Lan đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Tuyên bố của tòa là không có cơ sở pháp lý cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên tại các vùng biển nằm trong bản đồ đường chiến đoạn ở Biển Đông mà Thủ tướng Chu Ân Lai trong tuyên bố ngày 15 tháng 8 năm 1951 đã chính thức đưa ra yêu sách đòi toàn bộ chủ quyền Biển Đông, gây tranh chấp với các nước như Brunei, Đài Loan, Mã Lai, Philippines và Việt Nam. Và đây là điều mà các Việt Nam có thể chuẩn bị khởi kiện. Và điều đó chắc chắn rằng với những việc đấu tranh pháp lý thì đây là một biện pháp hòa bình mà Việt Nam nên theo đuổi và nên làm đến cùng. Và quan sát hải trình của tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu hộ tống trong những ngày gần đây, chúng ta thấy rõ sự nghiêm trọng ngày càng tăng về cấp độ của Trung Quốc xâm lấn ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh mới nhất. Đây là hình ảnh mới nhất ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc chỉ còn cách bờ biển Việt Nam có 69,4 hải lý, tức là 125 km mà thôi. Và nếu để sát gần đây thì các bạn cũng sẽ thấy cái độ tiếp cận của chiếc tàu này không dừng lại ở đây, mà đây chỉ là cái địa điểm mà hiện nay, thời điểm này, ngày 11 tháng 10 là họ đã tiến sát chỉ cách bờ biển có 69,4 hải lý, cũng như là 125 km. Và tiến sĩ Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho biết hôm 10 tháng 10 từ Hà Nội như sau. Cho đến hôm nay, ở khu vực bãi tư chính vẫn có mấy sự kiện như thế này. Thứ nhất là tàu Hải Dương địa chất 8 sau một thời gian mấy hôm chạy dọc Bắc Nam thì giờ bắt đầu chạy tuyến Đông Tây, tức là cắt ngang. Thế rồi tàu này đan lưới ở chỗ mà mấy hôm trước nó chạy Bắc Nam, việc gần nhất với Việt Nam như chúng ta đã biết, nó vào khoảng 100-150 km. Và đây là cái đường hải trình của chiếc tàu này mà chúng tôi đã thu thập được ở trên một cái trang tweet chuyên theo dõi về tình hình Biển Đông. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link này để các bạn ở trong nước có thể biết được, và đặc biệt là cảnh báo cho những người ngư dân của Việt Nam khi ra đánh cá ở khu vực này, nếu mà chạy ra ngoài vùng biển Việt Nam cách bờ biển chỉ khoảng 100 km là sẽ gặp đội tàu này, và rất nguy hiểm bởi vì đi kèm với nó là những đội tàu hải cảnh của Trung Quốc rất hung dữ, và nó được chế tạo đặc biệt để đâm húc chìm tất cả những tàu nào mà đi lại gần những chiếc tàu Hải Dương 8 đang thăm dò. Ngay cả lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng dường như bất lực trước đội tàu này, và các bạn đã thấy rất rõ đường đo đạc của đội tàu này vẫn thẳng tắp, và mỗi đường như vậy nó dài cỡ khoảng hơn 100 km và có chỗ còn hơn 200 km. Và đây là điều rất nghiêm trọng khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và tiến sĩ Hoàng Hợp cho biết thêm việc đội tàu Trung Quốc đang ngăn chặn các hoạt động tiếp tế hậu cần của Việt Nam cho giàn khoan tại bãi tư chính.
ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì đây thể hiện cái sự ngang ngược của Trung Quốc. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm, đây chính là chiếc tàu hải cảnh số 37111 đã lao vào giàn khoan Hakuryu 5 trong thời gian vừa qua. Ông cho biết thêm, còn chuyện khác là các tàu hải cảnh có hơn 30 chiếc nó quấy giàn khoan Hakuryu 5 của Nhật Bản ở lô 061, quấy trực tiếp vào giàn khoan và nó ngăn cản hai tàu dịch vụ dầu khí của Tổng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đến tiếp tế, tức là làm công tác hậu cần cho cái giàn khoan này. Chuyện này nó làm liên tục từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 cho đến giờ, tức là rất là nghiêm trọng và rất kéo dài. Ngắt quãng thì nó có một vài ngày không quấy, nhưng kể như là nó từ đó nó quấy suốt. Từ hôm 9 tháng 10 có một tàu hải cảnh là tàu 37111, là chính là chiếc tàu này, đã xông thẳng vào giàn khoan, nhưng vào cách khoảng hơn 30 hải lý thì phía cảnh sát biển Việt Nam đã đẩy ra. Thì đây là hình ảnh mà các bạn thấy Trung Quốc đang tìm mọi cách và lao vào phía giàn khoan của Việt Nam. Và điều đó rất nguy hiểm khi những cái đội tàu của Trung Quốc rất đông và rất nhiều. Và nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp qua theo dõi của mình đã tiết lộ con số khủng khiếp. Đó là việc Trung Quốc đang điều tới trên 200 tàu các loại để áp chế các tàu cảnh sát biển và lực lượng chấp pháp Việt Nam trong thời gian này, ngay thời điểm này tại Biển Đông và vùng bãi Thư Chính. Và hình ảnh các bạn có thể xem tiếp theo đây. Đây là hình ảnh giàn khoan Hakuryu 5 của công ty khoan Nhật Bản GDC được hãng Rosneft của Nga thuê để thăm dò dầu khí tại lô 061 trên Biển Đông. Và ông Hà Hoàng Hợp cho biết thêm, số lượng tàu hải cảnh cũng như tàu dân binh của Trung Quốc đổ vào vùng quanh bãi Tư Chính, vùng lô 061 và cả vùng có những lô từ 130 đến 137 rất đông, trên 200 chiếc. Vùng mà có 7 lô đó cộng với 2 lô nữa hiện nay là chung với khu vực mà tàu Hải Dương 8 địa chất đang đan lưới ở đây. Đây là sự kiện rất nghiêm trọng. Và các bạn cũng thấy như vậy là Trung Quốc rất quyết tâm để tìm mọi cách họ bảo vệ cái đường chín đoạn của họ theo như tuyên bố của Bộ Ngoại giao ở Trung Quốc vừa qua. Và họ đã điều tới một đội tàu hơn 200 chiếc gồm có những tàu dân quân cũng như tàu hải cảnh đi với nhau và để tìm mọi cách để áp chế của tàu cảnh sát biển Việt Nam. Và trước đối đầu căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc tại bãi Tư Chính và trên Biển Đông, tiến sĩ Hòa Hồng Hợp nhận định thêm. Hiện tại, từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019 đang diễn ra hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi được hỏi về phản ứng của phía Việt Nam trước các sự kiện diễn biến trên, nhà nghiên cứu Hà Hồng Hợp nói như sau. Cho đến nay, đối sách của Việt Nam vẫn là điều tàu ra để xua đuổi họ thôi. Nhưng mà không xua được, họ chặn, họ không cho vào sát tàu Hải Dương 8. Với việc quấy phá xung quanh giàn khoan của Nhật Bản, phía Việt Nam chặn được, không để cho tàu hải cảnh của Trung Quốc đến gần. Và họ cũng phá được sự khiêu khích từ các tàu hải cảnh và tàu dân binh của Trung Quốc. Thì đây là tiết lộ của ông trong cái nghiên cứu của mình. Còn về mặt bên ngoài thực địa, như chúng ta đã biết, căng thẳng và căng nhất và mạnh mẽ nhất mấy lần nói thẳng lên Trung Quốc ra và yêu cầu Trung Quốc rút đi của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nhưng Trung Quốc không rút. Rồi nhân chuyện có họp Hội đồng Bảo an Hội đồng Liên Hợp Quốc thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đặt vấn đề ở Biển Đông, bãi Tư Chính nhưng không nói tên là Trung Quốc. Nhưng sắp tới định làm gì thì chúng ta chưa biết, nhưng cũng có khả năng là sẽ khởi kiện Trung Quốc. Thì đây là nhận định của ông trong trả lời phỏng vấn vừa qua, và điều đó cũng rất có thể sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Và khả năng Việt Nam sẽ khởi kiện Trung Quốc trong thời gian tới, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết rõ hơn về điểm này để giải nghĩa. Đây là hình ảnh của tòa trọng tài thường trực PCA tại Hà Lan, nơi đã ra phán quyết bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2016. Hình ảnh các bạn có thể thấy ở trên một số trang mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ ngay sau đây. Nếu mà người ta cứ như bây giờ chần chừ chưa khởi kiện vội, đây là nhà nghiên cứu Hà Hồng Hợp nói, chưa khởi kiện vội thì nếu giàn khoan 982 hay một giàn khoan nào đó của Trung Quốc kéo vào khoan ở chỗ 7 cái lô ô kia với hai lô vừa nói, hoặc là ở phía gần sát bãi Tư Chính, thì lúc ấy bắt buộc sẽ phải kiện. Và có thể sẽ xảy ra chuyện đụng chạm vì giàn khoan ấy vào lúc ấy, lúc tạo ra một cái cớ để họ gây rủi ro lớn, gây xung đột nên Việt Nam bắt buộc phải khởi kiện. Còn nếu không có chuyện ấy thì cũng vẫn phải khởi kiện, vẫn nên, người ta vẫn có ý định khởi kiện. Bởi vì chuyện nghiêm trọng nhất là từ ngày 18 tháng 9 năm 2019,
Trung Quốc tuyên bố gần như lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố rằng bãi tư chính là của họ. Đó là chuyện chưa bao giờ họ nói. Cái đấy rất nghiêm trọng vì nó phá bỏ mọi nền tảng pháp lý quốc tế ở đó. Nó là một chuyện nghiêm trọng và nó yêu cầu Việt Nam phải rút đi. Thì đấy là chuyện nghiêm trọng, đấy là chuyện dẫn đến. Và đây là cái điều mà các bạn có thể thấy trong rất rõ trong thời gian tới. Sẽ có những cái căng thẳng của Việt Nam với Trung Quốc, và đặc biệt là với việc Việt Nam có thể sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tình hình Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam là rất nghiêm trọng. Bước đi không giấu giếm của Hà Nội là tìm mọi cách hợp tác quốc phòng với các nước để cùng kiềm chế Trung Quốc. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên trang truyền thông quốc tế cũng đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Đó là việc Biển Đông, Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng vì căng thẳng leo thang. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Max Esper sẽ đến Việt Nam trong thời gian tới, theo một thông tin được Thông tấn xã Việt Nam loan vào hôm 9 tháng 10. Thông tin trên được ông Ranjit Chiver, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, người đang có chuyến thăm Việt Nam, đưa ra trong cuộc gặp của ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và đây là những bài báo quốc tế đã đăng tải chi tiết và chuẩn bị cho bước tiếp theo khi ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Việt Nam. Ngoài ra, nhà báo Prashan trong bài viết trên tờ The Diplomat cũng đã nhận định thêm như sau. Và các bạn có thể thấy những bài báo như vậy sẽ thường xuyên xuất hiện ở trên những trang truyền thông quốc tế. Việt Nam đang tìm cách tăng cường quan hệ với một loạt các quốc gia như một phần trong chính sách đối ngoại đa phương. Và ông cũng tiết lộ thêm, tuy nhiên nhiều dấu hiệu cho thấy có lẽ Việt Nam chưa dám bước sang làn danh để đưa quan hệ Mỹ-Việt trở thành đối tác chiến lược, khiến Việt Nam chưa thể xây dựng lòng tin với các đối tác, cũng không khiến Trung Quốc chùm tay ở Biển Đông. Và đây là cái bài báo của The Diplomat đã viết và đã phân tích rất sâu, cũng như nhiều thông tin khác mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link để các bạn có thể tham khảo trong thời gian tới. Và qua những quan sát trên, chúng ta thấy các nước ủng hộ Việt Nam đấu tranh với Trung Quốc bằng biện pháp hòa bình, khởi kiện Trung Quốc cũng là một cách nằm trong cái lộ trình này. Vậy người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng có dám trả lại Chủ tịch Tập Cận Bình 4 chữ tốt và 16 chữ vàng hay không? Nếu đủ dũng cảm và thực hiện thực sự vì sự an nguy của trăm họ, ông cần sớm đưa ra biện pháp đấu tranh bằng pháp lý với Trung Quốc đến cùng để bảo vệ sự an toàn và toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền đất nước. Còn nếu không thể làm được điều đó thì ông cũng vẫn thường nói ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm. Đấy là điều ông Nguyễn Phú Trọng cũng có thể thực hiện. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay 11 tháng 10 năm 2019, thứ 6. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất và nhanh nhất những thông tin trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.